An ninh Điện Biên xin kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chương mục hôm nay, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự cán đích thành công dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ hiệu quả dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân. Trước đó, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi mục ống kính cảnh sát trộm cắp cấu kiện trạm biên thế hậu quả khó lường. Trước tiên, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phần tin. Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2021, ngày 26 tháng 2, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến chúc mừng các đơn vị y tế trên địa bàn. Đại tá Lò Văn Cụt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ đã đến thăm hỏi chúc mừng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện 7 tháng 5 Công an tỉnh. Đồng chí ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết mà đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện 7 tháng 5 đạt được trong những năm qua vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Với chức năng nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện 7 tháng 5 đã làm tốt công tác cải tiến quy trình khám chữa bệnh, cấp thuốc, phối hợp khám sức khỏe và điều trị cho cán bộ chiến sĩ an ninh các tỉnh Bắc Lào, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hàng chục nghìn lượt bệnh nhân và các hộ nghèo, làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo vật tư, phương tiện, phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, Đại tá Giảm Báo Xính, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, tặng hoa, chúc mừng Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên với Công an tỉnh trong thời gian qua. Chia sẻ những hiểm nguy, gian nan vất vả của những chiến sĩ áo trắng, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, gây những hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, tin tưởng toàn ngành y tế cùng cả hệ thống chính trị sẽ tập trung khống chế thành công và đẩy lùi đại dịch, đưa cuộc sống nhân dân bước sang trạng thái bình thường mới. Nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam, mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2021 và 32 năm ngày Biên phòng toàn dân, mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 năm 2021. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Giảm Báo Xính, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã tới chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên. Đại tá Giảm Báo Xính, Phó Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đồng thời, mong muốn hai lực lượng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, thời gian qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đặc biệt quan tâm tới công tác này, cùng chung sức cộng đồng trách nhiệm bổ sung hàng trăm đơn vị máu, cứu sống nhiều người dân trên địa bàn. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, Công an tỉnh luôn đi đầu trong các hoạt động tình nguyện, nhân đạo vì cộng đồng. Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã tham gia các chương trình như Hành trình đỏ, giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu, đóng góp được 334 đơn vị máu, phục vụ kịp thời cho việc cứu chữa người bệnh. Trong thời điểm tình dịch COVID-19 bùng phát kéo dài, khiến lượng máu dự trữ trong các cơ sở y tế thiếu hụt trầm trọng, gây không ít khó khăn trong việc cứu chữa những bệnh nhân cần tiếp máu. Việc làm này đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, lòng nhân ái, truyền thống tương thân tương ái và trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ với cộng đồng xã hội. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, nâng cao sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng xã hội. Hưởng ứng ngày hội tòng quân năm 2021, ngày 3 tháng 3, các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Năm nay, tỉnh Điện Biên tuyển chọn được 1.070 công dân trong độ tuổi lên được nhập ngũ. Trong đó, 800 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 270 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an. Để công tác giao nhận quân bảo đảm tuyệt đối an toàn trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Hội đồng tuyển chọn nghĩa vụ cấp huyện có trách nhiệm thực hiện biện pháp an toàn tuyệt đối trong công tác giao nhận quân với số lượng đại biểu tham dự giới hạn, hạn chế thấp nhất việc gia đình, bạn bè tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Trong quá trình tuyển quân, các đơn vị đã thực hiện đúng phương châm tuyển người nào chắc người đó. 100% tân binh nhập ngũ năm nay đều đạt chất lượng cao về trình độ, sức khỏe, phẩm chất, đạo đức chính trị. Tham gia nhập ngũ lần này, các tân binh cần có lập trường tư tưởng vững vàng, phấn đấu học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với truyền thống của quê hương Điện Biên anh hùng.
Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên địa bàn, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch, kết hợp vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với các đơn vị trên địa bàn, công an tỉnh Điện Biên đã và đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, góp phần bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép trong tình hình hiện nay. Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch của cấp trên, tiếp tục duy trì khu cách ly tập trung tại bệnh viện mùng 7 tháng 5 quy mô 50 người và đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong công an Điện Biên. Chủ trì phối hợp với các lực lượng tổ chức thường trực 24/24 giờ tại 21 chốt kiểm dịch để kiểm tra, kiểm soát, khử khuẩn người và phương tiện qua lại nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Cử trên 500 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 và đi từ vùng dịch về địa phương. Cử 108 cán bộ chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở y tế và trung tâm cách ly của tỉnh. Tính đến ngày 2 tháng 3 năm 2021, đã sàng lọc, phân loại, áp dụng biện pháp y tế phù hợp đối với 3 trường hợp dương tính với COVID-19, 103 người cách ly ở các cơ sở y tế tập trung và các cơ sở y tế. Trong đó, một trường hợp dương tính đã được chữa trị khỏi bệnh và được ra viện. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, Công an tỉnh tiếp tục tổ chức các biện pháp phòng chống dịch tại trụ sở làm việc, giáo dục cán bộ chiến sĩ nâng cao ý thức, chấp hành quy định vệ sinh chung, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, thực hiện giãn cách khi làm việc, khi họp, khi ăn nghỉ, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày cho 100% cán bộ chiến sĩ, khử khuẩn cơ quan, nơi tiếp công dân, khai báo thông tin y tế, tái khởi động lại phương án xử lý 6 tình huống phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo từng cấp độ trong công an tỉnh. Ngày 21 tháng 1 năm 2021, Công an tỉnh Điện Biên ban hành kế hoạch số 169 về việc huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị. Sau hơn một tháng triển khai thực hiện, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, trật tự đô thị trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, ghi nhận của phóng viên An ninh Điện Biên. Kế hoạch được triển khai thực hiện với việc huy động lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, công an xã phường tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, trật tự đô thị và đấu tranh phòng chống tội phạm. Sau một tháng triển khai thực hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản 177 trường hợp, xử lý 107 trường hợp, tạm giữ 160 phương tiện, tước 20 giấy phép lái xe, nộp kho bạc nhà nước gần 124 triệu đồng. Nhắc nhở 26 người tham gia giao thông đeo khẩu trang, lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao Ủy ban Nhân dân các phường xử phạt 3 trường hợp không đeo khẩu trang. Những vi phạm thường gặp như không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, tham gia giao thông có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá quy định. Theo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đã phát hiện và bàn giao lại cho cơ quan điều tra Công an thành phố Điện Biên Phủ xử lý 3 vụ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, vật chứng thu được 32 viên ma túy tổng hợp, 0,8 gram heroin, 3 vụ vi phạm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm, thu giữ hơn 110 kg thịt, 50 kg nội tạng gia cầm không rõ nguồn gốc cùng một số lượng lớn vũ khí công cụ hỗ trợ mà người tham gia giao thông sử dụng. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch trong thời gian tới, lực lượng phối hợp tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín trên các tuyến địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là đối với các trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn. Rà soát khắc phục những bất cập hạ tầng giao thông, đặc biệt là các điểm đen, đoạn đường nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm luật giao thông đường bộ và các quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hiện nay. Vừa qua, trên địa bàn huyện Điện Biên liên tiếp xảy ra việc kẻ gian trộm cắp dây trung tính từ máy biến áp xuống hệ thống nối đất, làm nhiều thiết bị sử dụng điện của người dân trong khu vực bị chập nổ.
Công an huyện Điện Biên đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ được đối tượng trộm cắp chỉ sau 10 giờ gây án. Ngày 25 tháng 5, Công an huyện Điện Biên nhận được tin báo về việc trạm biến áp điện thuộc địa phận Bản Cha, xã Thành An, huyện Điện Biên bị kẻ gian cắt và lấy trộm dây trung tính nối từ trạm biến áp xuống hệ thống tiếp địa. Hậu quả làm mất điện, gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Một số thiết bị điện của người dân trong khu vực bị chập, nổ, hỏng hóc. Là trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Điện Biên nói riêng và trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung, thì cũng đã xảy ra một số cái vụ việc mà kẻ gian đã đột nhập lấy trộm các cái thiết bị điện của trạm biến áp. Rồi đây tôi ví dụ như là cái dây tiếp điện của máy biến áp và cái cắt trộm cái hệ thống dây nạp trên đường dây, các hệ thống thanh rằng của các cái đường dây cột, tuyến cột đường dây 110 kV. Thế thì đây là Điện Biên cũng đã trình báo với lại Công an huyện Điện Biên. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Điện Biên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Điện lực Điện Biên tiến hành khám nghiệm hiện trường, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh khoanh vùng đối tượng để điều tra làm rõ. Sau khi nhận được tin báo của các đồng chí huyện ngành điện, thì dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo đơn vị, cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát hình sự Công an Điện Biên, chúng tôi đã tập trung lực cử cán bộ xuống thu thập, xác minh, sàng lọc tất cả các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, và tính sau 24 tiếng khẩn trương nhanh chóng kịp thời xác minh, thì chúng tôi đã phát hiện đối tượng có liên quan trên cái vụ việc là trộm cắp của Điện lực. Chỉ sau chưa đầy 10 giờ đồng hồ tính từ khi nhận được tin báo, Công an huyện Điện Biên đã tiến hành triệu tập đối tượng Đinh Văn Mười, sinh năm 1988, trú tại Bản Mớ, xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên để làm việc. Trước những chứng cứ và biện pháp đấu tranh của lực lượng công an, Đinh Văn Mười đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do nghiện ma túy, không có tiền sử dụng, đối tượng đã tìm hiểu và nhắm vào dây trung tính của các trạm biến áp nằm xa khu dân cư, ít người qua lại. Lợi dụng đêm tối, dùng kìm dao để cắt dây trung tính, sau đó mang về nhà, tước bỏ vỏ nhựa, lấy lõi đồng mang đi tiêu thụ. Từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2, đối tượng đã cắt trộm dây trung tính của 5 trạm biến áp trên địa bàn huyện Điện Biên. Khám xét nhà đối tượng, Công an huyện Điện Biên đã thu giữ được nhiều đoạn dây đồng, vỏ nhựa bọc dây điện và công cụ gây án. Hôm 20 tôi từ nhà đi, tôi mang dao và kìm. Từ nhà đi là tôi quan sát ở chỗ các trạm như thế, chỗ sơ hở là tôi lên tôi lấy dây đồng để đi xuống lịch ra để tước dây đồng để đi bán vào mát. Dây tiếp địa và dây trung tính ở các trạm biến áp có chức năng rất quan trọng là bình ổn điện áp và chống cháy nổ. Khi hai dây này bị cắt trộm sẽ dẫn đến biến đổi dòng điện, tăng điện áp đột ngột, gây ra sự cố chập cháy điện. Hậu quả của sự việc này là khôn lường. Trước mắt có thể gây cháy nổ ở các trạm điện, gây cháy thiết bị điện của khách hàng và thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người. Thế thì cái việc mà lấy trộm cắt các thiết bị điện này thì không những gây nguy hiểm đến tính mạng của cái kẻ vừa đột nhập đấy, thứ hai nữa là còn làm ảnh hưởng, làm gián đoạn cái việc mà cung cấp điện trên địa bàn. Thế vì cái hệ thống thiết bị điện đây là hệ thống thiết bị làm việc, thế mà kẻ gian đột nhập mà lấy cái hệ thống này rõ ràng ảnh hưởng đến các cái tình trạng kỹ thuật của cái trạm biến áp, có thể là gây mất điện, gây các cái bảo vệ tính toán nó không vận hành đúng. Và đặc biệt nữa là cái việc mà lấy trộm dây này trên các cái đường dây trung thế có thể gây đột ngột và gián đoạn cấp điện trên địa bàn các huyện trên tỉnh Điện Biên. Hiện Công an huyện Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối tượng Đinh Văn Mười để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật. Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 25 tháng 2 năm 2021, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Đây là hai hệ thống quan trọng trong việc xây dựng chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính cũng như phục vụ công tác đấu tranh với các loại tội phạm.
Để hoàn thành việc thu thập dữ liệu cho hệ thống trên, thời gian qua, cùng với lực lượng công an cả nước, Công an tỉnh Điện Biên đã cử hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở, tăng cường xuống những địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng sung yếu, thu thập phiếu thông tin về dân cư của công dân trên địa bàn toàn tỉnh, đáp ứng kịp thời tiến độ thực hiện của hai dự án trên. Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân được Thủ tướng phê duyệt, chủ đầu tư giao Bộ Công an triển khai thực hiện. Đây là hai dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Sau khi chúng ta vận hành cái cơ sở dữ liệu sẽ tạo lập một cái hệ thống cơ sở về dân cư tập trung, thống nhất từ trung ương xuống địa phương để dùng chung nhằm cung cấp đầy đủ chính xác và kịp thời về thông tin dân cư, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, rồi hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Cái thứ hai là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân và khắc phục cái tình trạng người dân sử dụng nhiều giấy tờ cá nhân. Rồi cơ sở dữ liệu khi giải quyết các thủ tục hành chính sẽ thay thế cho cái việc phải xuất trình hoặc nộp các cái bản sao có chứng thực giấy tờ công dân khi làm thủ tục hành chính. Và một việc nữa là rút ngắn thời gian xử lý, giảm cái chi phí, giảm thời gian của nhân dân, nâng cao cái chất lượng phục vụ cho nhân dân. Thứ ba là thông tin về dân cư thu thập được là cập nhật thường xuyên sẽ góp phần nâng cao cái năng lực hiệu quả công tác quản lý dân cư, quản lý nắm chắc cái biến động của dân cư. Với tinh thần thần tốc, Bộ Công an đã ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực kinh phí để hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Trong đó, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp quy, các gói thầu, hệ thống đường truyền, bảo mật. Đồng thời, huy động gần 45.000 cán bộ công an chính quy tăng cường xuống xã, bảo đảm thu thập, bổ sung, cập nhật thông tin dân cư hàng ngày, ngay từ cơ sở. Đến nay, lực lượng công an toàn quốc đã hoàn thành 99,05% việc thu thập đầy đủ thông tin dân cư trên cả nước, đảm bảo thông tin đúng, đủ, sạch sống. Cùng với đó, Bộ Công an cũng đã chuẩn bị đủ các điều kiện triển khai chiến dịch cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho công dân với nhiều ưu điểm nổi bật. Thủ tục cấp được cải cách, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân. Được xác định là khâu đầu tiên quan trọng quyết định đến sự thành công của cả hệ thống cơ sở dữ liệu. Công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về dân cư luôn đảm bảo tính pháp lý, chính xác kịp thời và đầy đủ. Công an Điện Biên đã chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân cung cấp thành lập các tổ giúp việc, phát phiếu và hướng dẫn công dân trong việc kê khai thông tin. Lực lượng công an từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn chủ động làm theo giờ làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật đến từng hộ gia đình để tạo điều kiện thuận lợi nhất về địa điểm, thời gian cho công dân kê khai thông tin. Trong quá trình triển khai, các tổ công tác đều kịp thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc, tập hợp báo cáo với cấp trên để có hướng giải quyết. Để kịp tiến độ đến ngày 30/6/2021, với cái tiến độ như vậy thì chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường lực lượng, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh, tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở làm thêm việc, thêm giờ và làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật và ngoài giờ hành chính, làm sao để phục vụ đến nhân dân với cái tiến độ cao nhất. Sau khi hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư, lực lượng công an toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra phúc tra 3 cấp nhập dữ liệu trên hệ thống. Công an tỉnh đã chủ động rà soát, bố trí nguồn nhân lực, phương tiện thực hiện công tác cấp căn cước công dân, thành lập 22 tổ công tác lưu động xuống tận tổ dân phố bản để cấp căn cước công dân cho người dân. Hiện Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục tập trung cán bộ để thực hiện phấn đấu hoàn thành việc cấp căn cước công dân trước ngày 1 tháng 7 theo mục tiêu của Bộ Công an đã đề ra. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì Công an tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức 22 tổ lưu động đã triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, và chúng tôi thì mỗi huyện, thị xã, thành phố và tại Công an tỉnh thì chúng tôi sẽ cấp có 2 cái tổ lưu động và sẽ triển khai đến tất cả các cơ quan đơn vị và đến tận các tổ dân phố thôn bản trên địa bàn toàn tỉnh. Việc khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân sẽ cung cấp các thông tin cơ bản có đầy đủ tính pháp lý về công dân, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân khi thực hiện các giao dịch dân sự.
Thông qua đó, thể hiện quan điểm xuyên suốt của chính phủ trong việc lấy người dân làm trung tâm, đồng thời lan tỏa truyền cảm hứng đến người dân và toàn xã hội muốn làm, cùng làm và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng các hệ thống phát triển chính phủ điện tử, giúp thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại, thực hiện việc quản lý dân cư thông qua mã định danh cá nhân, góp phần đổi mới công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục An ninh Điện Biên, chuyên mục được phát sóng vào 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên. Mọi ý kiến đóng góp về chương trình mời quý vị và các đồng chí gửi về hòm thư email bản tin an ninh điện biên@gmail.com hoặc liên hệ số điện thoại 0692489227. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và gặp lại. Người sáng chiến công quê hương ta còn mãi muôn đời, tự hào công an nhân dân thế.